Theo cảnh báo mới nhất của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, tỷ lệ thừa cân béo phì tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 25% dân số. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, tỷ lệ này tăng nhanh từ 0,6% năm 2000 lên 5,3% năm 2015. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này lên tới 10,8%. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, chiếm 33% trên 73% nguyên nhân tử vong hàng năm. Trong khi đó, theo số liệu của Đài Quan sát Y tế Toàn cầu GHO thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ béo phì tại Việt Nam ở mức 2,4% đối với nhóm người 5 đến 19 tuổi và 2,1% với người trưởng thành trên 18 tuổi. Trong các nguyên nhân của bệnh béo phì mà GHO đưa ra, có một nguyên nhân quan trọng là thời kỳ công nghệ 4.0. Con người phải làm việc quá nhiều trước máy tính, khiến thời gian vận động, tập thể dục ngày càng ít hơn. Cái thứ nhất là do cái chế độ ăn uống, ăn quá nhiều các cái chất bổ béo. Cái thứ hai là cái rối loạn về nội tiết. Cái thứ ba là có thể là do ít tập luyện, cái thói quen là nằm không vận động, lười tập luyện. Và cái thứ tư là do một số các cái nguyên nhân khác, có thể sử dụng một số các cái thuốc uống mà nó giữ nước làm gây béo phì. Thêm vào đó, với sự nhanh gọn và tiện lợi của đồ ăn nhanh cũng như các đồ uống nhiều đường như trà sữa, các thực phẩm này cũng ngày càng được ưa chuộng. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh béo phì và các bệnh về huyết áp, tim mạch và tiểu đường. Hiện nay, có nhiều cách để chữa trị căn bệnh này. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng thực phẩm có nguồn gốc thảo dược đang được nhiều người lựa chọn. Sản phẩm giúp tăng cường chuyển hóa và hạn chế hấp thu chất béo, giảm nhanh mỡ thừa, tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ hạ mỡ máu, đồng thời cải thiện số đo hình thể, mang lại vóc dáng săn chắc. Trước đây thì em rất là béo, đi lại rất là khó khăn và không mặc được những cái bộ đồ mà mình ưa thích. Mỡ tích tụ nhiều ở vùng bụng và bắp tay khiến cho em mặc những cái bộ đồ mà để đi tiệc các thứ thì em rất là tự ti. Và sau khi mà em đã sử dụng rất là nhiều loại giảm cân khác nhau nhưng mà không hiệu quả thì em được một người bạn giới thiệu biết đến Juicy Slim. Thì em sử dụng được một tháng giảm được tận 5 cân liền và khi uống thì không có cảm giác bị mệt mỏi như là các loại giảm cân trước đây em thường dùng. Juicy Slim thì nó gồm có nhiều chất nhưng mà trong đó cái chất chủ yếu là cái chitosan, là cái thành phần lấy từ vỏ xác của tôm, của cua, vân vân. Có tác dụng làm hút các cái chất mỡ thừa trong cơ thể. Ngoài cái chitosan thì có thêm cái lotus, vitamin C, vitamin B8 và nhiều cái gluconat khác. Sản xuất dưới dạng viên sủi có thể tan nhanh trong nước, chỉ cần 100 đến 150 ml nước là chúng ta có thể sử dụng được. Đối với những người mắc bệnh béo phì hay thừa cân, các bác sĩ khuyên nên bổ sung nhiều chất xơ, uống đủ nước mỗi ngày và có chế độ tập luyện thể dục, thể thao hợp lý. Đồng thời, kiên trì sử dụng thực phẩm có nguồn gốc thảo dược hàng ngày. Có như vậy, thừa cân, béo phì sẽ không còn là nỗi lo lắng thường trực. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.